trưởng GDP cả năm có thể đạt 3,8%. Dự báo CPI năm 2020 sẽ tăng ở mức 3,5-4%. Trong tháng 9, đấu thầu tìm nhà đầu tư dự án PPP cao tốc Bắc Nam. Ngư dân gặp khó khi chuyển đổi nghề giã cào. Tái sử dụng lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc. Việt Nam được đề cử 11 hạng mục của Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2020. Các nhà lãnh đạo EU đã đạt thỏa thuận về quỹ phục hồi. EU mở chiến dịch chống độc quyền với các ứng dụng trợ lý ảo. Tú Trinh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin FBNC 24/7. Phần đầu tiên sẽ là các thông tin trong nước nổi bật trong tuần qua. Theo báo cáo kinh tế vĩ mô quý 2 và 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy, đặc biệt là khối ngành sản xuất. Tuy nhiên, từ đầu quý 2 thì việc quyết liệt giải quyết ách tắc đầu tư công cùng với chủ trương kích thích tăng trưởng góp phần thúc đẩy vốn đầu tư toàn xã hội đạt được 481.200 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, cân nhắc những yếu tố tích cực và tiêu cực đang tác động lên nền kinh tế, báo cáo cho rằng GDP cả năm nay có thể đạt mức tăng 3,8%. Tại hội thảo diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam trong 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2020 được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% trong năm nay sẽ đạt được nếu CPI trong các tháng còn lại của năm tăng trung bình dưới 0,6% một tháng. Theo đó, đầu năm 2020, các chuyên gia dự báo CPI trong năm nay sẽ tăng trung bình khoảng 3,5%. Tuy nhiên, CPI tháng 6 đã tăng 0,66% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất trong các năm từ năm 2016 đến nay. Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 2,45% so với cùng kỳ năm trước. Và bên cạnh đó, thì Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Trong đó, riêng ở chiều xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của nước ta, với tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ 5 tháng qua đạt 25,11 tỷ đô la, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại Mỹ, làm thế nào để vừa tăng trưởng thương mại song phương, vừa chống dịch hiệu quả, an toàn là bài toán cấp bách. Theo đó, trong vòng 25 năm qua, con số tăng trưởng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ là gần 170 lần. Thưa quý vị, cũng theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, thì 6 tháng đầu năm, cả nước chi 117,33 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu hàng hóa, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với thị phần lên đến gần 30% trong 6 tháng đầu năm nay. Ngoài Trung Quốc thì hai thị trường nhập khẩu lớn nhất còn lại trong top 3 cũng đến từ châu Á là Hàn Quốc với 20,79 tỷ đô la, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn chiếm 17,7% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Thị trường còn lại là Nhật Bản với 9,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 8% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Thưa quý vị, mới đây, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương vừa mới có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic được làm từ các polymer và propylene có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia. Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng dao động từ 9,05 đến 23,71%, thấp hơn mức thuế sơ bộ được áp dụng trước đó. Ngoài ra, Bộ Công Thương đã quyết định loại trừ một số sản phẩm màng nhựa đặc biệt khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp chống bán phá giá do ngành sản xuất trong nước không sản xuất được những chủng loại sản phẩm này. 7 đến 10 tỷ đô la Mỹ là số tiền Việt Nam cần có để đầu tư nguồn điện mỗi năm, chưa bao gồm vốn đầu tư xây dựng lưới truyền tải. Con số đáng chú ý này được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra tại diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam tổ chức vào ngày 22 tháng 7 vừa qua. Theo Phó Thủ tướng, từ nay đến năm 2025, Việt Nam phải huy động nguồn cho năng lượng để tăng thêm 5.000 MW công suất nguồn. Để làm được điều này thì cần có chính sách huy động nhiều nguồn lực. Hiện chính phủ đang tập trung nguồn lực để sửa luật liên quan, xây dựng cơ chế đặc thù trong đầu tư và phát triển nguồn điện, hệ thống truyền tải, cơ chế đầu tư đấu thầu phù hợp. Thưa quý vị, do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi từ 2019 và khó khăn trong công tác tái đàn, cũng như tình hình cung cầu thị trường, dự kiến đến cuối quý 3 đầu quý 4 năm nay thì sản lượng thịt mới có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn hàng bảo đảm nhập khẩu thịt từ các quốc gia, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có thể nhập khẩu được lợn thịt về giết mổ và ngay cả nuôi thịt từ các nước lân cận để giảm ngay áp lực cho nguồn cung.
Hồ sơ mời thầu chọn nhà đầu tư cho 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đã được các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải phát hành cho các doanh nghiệp lọt qua vòng sơ tuyển. Dự kiến tháng 9 tới đây, việc đấu thầu các dự án PPP cao tốc Bắc Nam sẽ chính thức được thực hiện để tìm được nhà đầu tư BOT cho các dự án này. Với trường hợp đấu thầu thành công, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đàm phán ký hợp đồng với các nhà đầu tư vào cuối năm nay để khởi công xây dựng các dự án vào đầu năm sau, hoàn thành vào năm 2023. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 20 tháng 7 về thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư và xem xét bố trí bổ sung vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương trong hạn mức kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại của dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên chưa được bố trí là 3.676 tỷ đồng để đảm bảo tiến độ dự án này. Cũng trong buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cũng khuyến khích thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm và kích cầu tiêu dùng, bởi Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tiêu dùng của cả nước. Theo tính toán, cứ 4 tiếng đồng hồ thêm về kinh tế ban đêm thì đóng góp từ 5 đến 8% GDP của thành phố. Thưa quý vị, để hạn chế tiến tới chấm dứt nghề giã cào, một hình thức đánh bắt có tính tận diệt nguồn lợi thủy sản, những năm gần đây, các địa phương tại khu vực miền Trung đã có những chính sách khuyến khích ngư dân chuyển đổi từ nghề giã cào sang các nghề khác thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, hiện nhiều ngư dân đang gặp khó khăn trong chuyển đổi nghề. Chấp nhận bán lỗ hơn 50% giá trị, cặp tàu giã cào có tổng công suất hơn 1.800 CV này được giao bán nhiều tháng nay nhưng không có người mua. Do gặp nhiều khó khăn trong duy trì sản xuất cũng như chuyển đổi nghề, hiện chủ tàu này không còn mặn mà với nghề mà mình gắn bó bao lâu nay. Đóng một cặp bây giờ là 9 tỷ mấy, nhưng mà anh chỉ cần bây giờ anh bán 4 tỷ anh cũng bán nữa mà bán không được, không ai mua. Cho nên nó khó là nó khó ở chỗ đó. Nếu mà 4 tỷ ai mua 4 tỷ, 3 tỷ 8 nữa anh cũng bán. Anh bán đi rồi giải thoát. Không có vốn chuyển đổi, không biết nghề khai thác là những nguyên nhân khiến ngư dân chưa thể bỏ nghề tàu giã cào, dù những năm gần đây việc đánh bắt không hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Mỗi khi mà chuyển đổi nghề nó đưa ra đâu không biết bao nhiêu tiền để đổi. Ví dụ như những cái dạng nghề này mình xuống một lần rồi là hết cả mấy tỷ, mà khi bây giờ mình đổi nghề khác mình phải xuống mấy tỷ tiền đâu cho. Là mấy ông biển gió nó không có bọn bè, rồi bắt đầu từ đó là họ đâm ghe vào bờ thôi. Bây giờ đâm ghe vào bờ nhiều lắm, 100 đo hết 50% rồi, còn 50% họ mới gượng lên thôi. Năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi đã có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ nghề giã cào sang nghề khác có tính thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, địa phương đã tạm dừng việc thực hiện chủ trương này. Nguồn ngân sách để mà sắp xếp để mà triển khai cái chính sách hỗ trợ này là nó không có đảm bảo, vì thế cho nên là tỉnh đã có chủ trương là tạm dừng, khi nào mà có cái nguồn lực thì sẽ khởi động trở lại. Giá cao lên thức khai thác có tính tận diệt nguồn lợi thủy sản, những con cá nhỏ như thế này không thể thoát khỏi mắc lưới. Việc hạn chế tiến tới chấm dứt nghề giã cào là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các cấp ngành cũng cần có thêm chính sách để gỡ khó cho ngư dân trong việc chuyển đổi nghề. Nghị định 17 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ ra đời nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, nhiều ngư dân ở Nghệ An cho rằng những quy định trong nghị định mới không phù hợp thực tế, khiến cho ngư dân càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn để đóng tàu đánh bắt cá xa bờ. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị định 17 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, không có con tàu nào được đóng mới. Nhiều ngư dân cho rằng chính sách mới hỗ trợ một lần sau đầu tư mang đến nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là ngư dân phải tự tìm nguồn vốn để đầu tư sau khi hoàn thành con tàu mới được hỗ trợ. Nguyên nhân khác là do nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, lao động đi biển lại thiếu hụt trầm trọng. Về nguồn lợi hải sản là giờ càng ngày càng cạn kiệt. Cái thứ hai nữa là bây giờ là cái nhân lực lao động thì thiếu. Cho nên là nó cái khó khăn của bà con là nó như thế.
Trong khi tàu cũ vẫn đang nằm bờ, thì quy định ngư dân phải tự lo vốn đóng tàu là rất khó. Chưa kể đến, trong quy định chỉ áp dụng hỗ trợ cho đóng mới tàu cá bằng vỏ thép và vỏ composite. Nếu không có tiền đóng mới, ngư dân có thể mua lại những con tàu mới rồi nhận hỗ trợ. Nhưng như vậy, họ phải gánh chịu cả thiệt hại và rủi ro. Trong quá trình thực hiện, thì các cái chủ tàu mà chuyển giao, thì là những cái chủ mới là chuyển nợ toàn bộ cái số nợ cũ, cùng với lại phát sinh trong quá trình mà chủ tàu cũ vay mà không trả nợ được, thì phải chịu toàn bộ cái khoản nợ đó. Mà trong khi giá trị thực tế của con tàu thì thấp hơn cái khoản nợ mà cái chủ cũ đang nợ. Do đó khi mà chuyển giao như vậy thì nó là các cái chủ mới là không chấp nhận. Do đó thì vướng cái thực hiện được cái nghị định 17. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện đã có 3 tàu cá vỏ thép được đăng ký đóng mới theo Nghị định 17 với tổng mức đầu tư 72 tỷ đồng. Trong đó, ngư dân đầu tư 48 tỷ, nhà nước hỗ trợ 24 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một năm đưa vào khai thác, các chủ tàu vẫn chưa nhận được hỗ trợ theo quy định. Là do Bộ Tài chính là chưa cấp nguồn về cho địa phương để chi trả cho các hộ dân. Ông đề nghị là Trung ương rồi là tỉnh sớm thế nào đó để có cái vốn để trả cho các hộ dân. Thì bây giờ là cái dân là phải chịu tiền lãi, là đối mỗi tàu thế đó, mỗi năm phải chịu tiền lãi đến khoảng 1 tỷ 8, cho nên là cái này rất là khó khăn. Để khuyến khích ngư dân đóng mới tàu cá đánh bắt xa bờ theo Nghị định 17, thì từ chính sách đến thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách, cần có sự tháo gỡ của trung tâm và các bộ ngành chức năng. Có một thực tế rằng, toàn tỉnh Nghệ An có 104 chủ tàu được các ngân hàng cho vay đóng tàu theo Nghị định 67, với dư nợ 860 tỷ đồng. Hiện nay, tình trạng nợ xấu trong vay vốn đóng tàu mới và cải hoán tàu cá theo Nghị định số 67 ở các địa phương đang có chiều hướng gia tăng. Là loại cây nhạy cảm với mặn nên đợt hạn mặn vừa qua, diện tích sầu riêng ở Bến Tre bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nhiều vườn cây bị chết hoàn toàn. Vì vậy, mặc dù đã bước vào mùa mưa, nhưng nhiều nhà vườn ở Bến Tre vẫn tiếp tục đốn bỏ sầu riêng để cải tạo đất, chuyển sang trồng lứa sầu riêng mới hoặc bỏ hẳn cây sầu riêng để chuyển sang trồng giống cây khác. Vườn sầu riêng mới 7 năm tuổi của gia đình bà Cao Thị Hồng Diêu đã không thể chống chọi được với hạn mặn để chờ mùa mưa. Cây sầu riêng đang chết, dù trên thân vẫn trổ lá non, xót xa khi phải đốn hạ vườn sầu riêng đang cho thu hoạch, bà Diêu lại tiếp tục trồng lứa sầu riêng mới, dù hạn mặn lại có thể tiếp tục xảy ra. Sợ, có nhiều người ta sợ, ta đâu dám trồng, mà tại người ta đất nhiều, miếng trồng sầu riêng, miếng trồng khác. Còn mình ít thì mình liều mạng trồng đại lại, chứ giờ không trồng thì thu nhập, bác cái thu nhập đâu có nhiều. Đốn bỏ cây sầu riêng, loại cây đã gắn bó hàng chục năm, đem lại sự đổi thay về kinh tế cho nhiều hộ gia đình là điều mà không ai nghĩ tới. Vườn sầu riêng của ông Trần Văn Bia đã gần 20 năm tuổi cũng phải chặt bỏ. Ông cũng không dám trồng lại sầu riêng vì lo sợ thời tiết ngày càng diễn biến thất thường. Ông tính cải tạo lại vườn để chuyển sang cây trồng khác chịu được mặn. Trồng cây trồng chanh trồng nhãn lợi chứ nó chịu mặn chút đỉnh được, với bưởi nhãn là chịu mặn được, còn riêng thôi rồi riêng với em cho mà thôi. Do hạn kéo dài, mặn xâm nhập sâu khiến hầu hết đất vườn ở Bến Tre đều bị nhiễm mặn. Khi mùa mưa xuống, phèn trong đất xì lên khiến cho cây sầu riêng chết nhiều hơn. Hiện nay còn rất nhiều nhà vườn có nhu cầu đốn bỏ sầu riêng để cải tạo đất. Nhu cầu đốn nhiều hả? Bây giờ là chú đốn coi như là cái tháng 2 á, là đầu tháng 2 năm 2020 á, là coi như là trên là 600 cây rồi đó. Sầu riêng hạn mặn chết á. Bây giờ từ đây cho tới Tết á, là đúng tỉa cũng khoảng cỡ 1.000 cây nữa chưa hết nữa. Bỏ cây sầu riêng để chuyển sang loại cây mới phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay tiếp tục trồng lại sầu riêng để có kinh tế cao là nỗi băn khoăn hiện nay của hầu hết người trồng sầu riêng Bến Tre. Bà con đang rất là lo cái nguồn nước ngọt. Nếu mà chúng ta tái đầu tư sản xuất lại cây ăn trái thì cái nguồn nước tưới và nguồn nước sinh hoạt cho người dân đó cái vấn đề rất quan trọng, rất là khó khăn. Tại vì bây giờ bà con đang phân dân, cái tình hình xâm nhập mặn càng ngày nó càng kéo dài vậy thì không biết là có nên trồng lại cây sầu riêng thêm trên hay không. Đến lúc này đã có người trồng loại cây mới, có người tiếp tục gắn bó với cây sầu riêng và có người chưa biết lựa chọn cây gì. Trong bối cảnh hiện nay, trồng cây gì vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu là điều mà tỉnh Bến Tre cần sớm có hướng dẫn cụ thể. Thưa quý vị, Việt Nam đang trở thành điểm đến của ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và điều này mở ra cơ hội việc làm lớn cho các lao động Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng tại xứ sở kim chi.
Công ty IC Food là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyên sản xuất nguyên liệu cho các công ty lớn của Hàn Quốc trong lĩnh vực thực phẩm và sản xuất gia vị sạch. Công ty có nhà máy sản xuất ở thành phố Sejong, miền Trung Hàn Quốc và có hai nhà máy khác ở tỉnh Sơn La và Bình Dương của Việt Nam. Vài năm trở lại đây, IC Food đã sử dụng nhân lực là người Việt Nam từng học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Ban đầu, điều mà chúng tôi lo lắng nhất là rào cản ngôn ngữ, vì họ sẽ khó nắm bắt được thông tin trao đổi và hiệu quả công việc sẽ không được như người bản địa. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy họ rất trung thực, chăm chỉ và thông minh. Chúng tôi rất hài lòng với các lao động người Việt đang làm việc trong công ty. Đã có nhiều lao động người Việt Nam làm việc tại công ty IC Food được một thời gian dài. Họ đều cảm nhận thấy điều kiện làm việc cũng như chế độ đãi ngộ của công ty rất tốt. Em cảm thấy là những cái chế độ đãi ngộ của công ty đối với chúng em là khá là tốt. Được hưởng hầu như những tất cả những cái chế độ ưu đãi giống như người Hàn. Và trong thời gian làm việc ở đây thì em thấy rằng cái môi trường làm việc ở đây rất là tốt, mọi người rất là thân thiện. Và trong thời gian làm việc thì buổi sáng và ca sáng và ca chiều đều có thời gian nghỉ ngơi là 30 phút mỗi một ca. Và tất cả các ăn uống ở công ty trong thời gian làm việc được công ty đều chi trả hết. Chế độ đãi ngộ ở đây thì khá là tốt dành cho người ngoại quốc và đặc biệt là người Việt Nam thì mọi người rất là quan tâm và hòa đồng. Một điểm thuận lợi nữa đối với một số lao động Việt Nam, sau khi họ hết thời hạn làm việc tại Hàn Quốc về trở về nước là công ty IC Food sẽ vẫn tiếp tục sử dụng một số nhân công này để làm việc cho hai chi nhánh ở Sơn La và Bình Dương. Lao động Việt Nam đã từng làm việc tại Hàn Quốc có nhiều ưu điểm lớn như hiểu rõ về văn hóa Hàn Quốc và đã quen với công việc nên sẽ có nhiều thuận lợi khi làm việc tại các nhà máy ở Việt Nam. Bên cạnh đó, họ có vốn tiếng Hàn đủ để giao tiếp, trao đổi và làm việc một cách thuận lợi với người Hàn. Ông Park Ki-in-yi cũng chia sẻ, để các lao động được tiếp tục tuyển dụng sau khi hết hợp đồng lao động tại Hàn Quốc thì lợi thế lớn nhất là cần phải giỏi tiếng Hàn, đồng thời cần trau dồi thêm chuyên môn, tìm hiểu về cách thức làm việc của người bản xứ. Đây là những yếu tố quyết định vị trí công việc cũng như mức lương của họ khi làm việc cho các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam. Theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng EBS, đơn vị phái cử lao động Việt Nam sang Hàn, nếu khai thác tốt các cơ hội này, tỷ lệ lao động Việt Nam bất hợp pháp ở đây chắc chắn sẽ giảm đáng kể, bởi có nhiều lao động mong muốn được làm việc cho các công ty Hàn Quốc sau khi hết hạn hợp đồng và thị thực ở Hàn Quốc. Thưa quý vị, phân loại rác tại nguồn nhằm giảm áp lực cho công tác thu gom, xử lý rác, giảm lượng rác thải ra môi trường. Hoạt động này đã được Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm từ hơn chục năm nay và chính thức triển khai trên toàn địa bàn thành phố từ năm 2018. Chương trình nhiều ý nghĩa này đã đi vào đời sống người dân đến đâu? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua ghi nhận sau đây. Những túi rác riêng biệt, cái chứa rác thải vô cơ gồm vỏ chai, hộp nhựa, giấy cũ, cái chứa rác hữu cơ, phế phẩm thực phẩm, thức ăn, túi chứa kim loại, thủy tinh vỡ, v.v. được gia đình bà Bùi Diệu Tâm để gọn gàng trước cổng chờ xe rác đến lấy. Từ 7 năm nay, việc phân loại rác sinh hoạt đã được gia đình bà Tâm cũng như các hộ dân ở hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 thực hiện đều đặn hàng ngày. Cái lúc đầu thì nó cũng chưa quen, nhưng mà các chuyên gia Nhật đến người ta hướng dẫn, cho nên là chúng tôi dần dần làm cho đến bây giờ tức là 7 năm rồi thì thấy là bà con cũng đã quen với việc phân loại, tức là hiểu thế nào là rác hữu cơ, hiểu thế nào là rác vô cơ. Phường Bến Nghé thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn từ năm 2013. Thời gian đầu, phường chọn các tuyến hẻm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để làm mẫu. Dù là địa bàn trung tâm thành phố, hầu hết các hộ dân khá giả, thế nhưng thay đổi thói quen có từ nhiều đời là điều không phải dễ. Việc tiện tay, quen tay cho tất tần tật các loại rác vào chung một túi, một thùng được vận động thay đổi dần, bắt đầu từ gia đình các hội viên phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh, v.v. Từ hội viên cho đến từng gia đình một là ai người ta cũng làm như vậy. Thứ nhất là phân loại rác, thứ hai nữa là mình có cái ý thức, tức là cái ý thức đấy là ý thức đảm bảo làm sao để cho cái môi trường nó, thứ nhất là xanh sạch đẹp. Mưa dầm thấm lâu, đi từ những hộ tiên phong, từng con hẻm, từng khu phố một, đến giờ toàn bộ hộ dân phường Bến Nghé đã quen thuộc với việc phân loại rác tại nhà. Công tác thu gom rác được thuận lợi, môi trường mỹ quan khu phố sạch đẹp hơn là những lợi ích được ghi nhận. Phân loại rác tại nguồn này thì là một cái chương trình mới, do đó cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái việc phân loại rác tại nguồn trong cái vấn đề là bảo vệ môi trường là đòi hỏi chúng ta phải làm có cái bài bản, có cái căn cơ, phải đi đến từng nhà, gõ từng cửa để hướng dẫn cho người dân về cái phương thức để thực hiện.
từ những địa bàn thí điểm ở 6 quận làm tốt việc phân loại rác tại nguồn, tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định triển khai chính thức chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn thành phố. Thưa quý vị, như FBNC đã đưa tin vào hôm trước thì tỷ lệ đăng ký sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện đang rất thấp và đứng cuối trong khu vực ASEAN cộng 3, cách biệt khá xa với các nước khu vực như Thái Lan, Singapore. Trong khi đó, nhiều chuyên gia khẳng định các sáng tạo khoa học tại Việt Nam không hề thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới. Như vậy thì điểm nghẽn của vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ đang nằm ở đâu? Cùng tìm hiểu vấn đề này, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Minh Huyền Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ITPC. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chào chị, cảm ơn chị đã nhận lời đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Thưa chị, thì chị đánh giá như thế nào về việc đăng ký sở hữu trí tuệ của Việt Nam so với khu vực ạ? Hiện nay theo cái số liệu thống kê thì cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ của Việt Nam so với các nước trong khu vực thì còn rất là hạn chế. Tính tỷ lệ thì Việt Nam khoảng tổng số cái đơn đăng ký sáng chế của Việt Nam mà ngay tại cái đất nước Việt Nam mình thì so với các chủ thể là người nước ngoài thì mình cũng chiếm khoảng 10%, và so với các nước trên thế giới thì cái kết quả đăng ký sở hữu trí tuệ cũng khoảng 10%. Như mình tính theo cái số lượng của các nước ASEAN cộng 3 thì Việt Nam gần như đứng cuối trong cái nhóm xếp hạng của cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ. Cái việc này thì tuy trên thực tế có thể là cái đăng ký sở hữu trí tuệ nó cũng còn nhiều, nhưng mà để thống kê được là các tài sản trí tuệ do người Việt Nam làm chủ sở hữu thì thực sự là còn rất là thấp. Dạ, theo như cái chia sẻ của chị thì cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ của Việt Nam có thể nói là khắp nhất khu vực. Vậy thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam mình ạ? Nhìn chung thì phải thấy là về cái năng lực nghiên cứu khoa học của người Việt Nam so với thế giới thì không phải là thấp. Và các cái nhà khoa học mà có tiếng tăm trên thế giới thì người Việt Nam đóng góp trong cái đội ngũ đó thì cũng rất là nhiều. Tuy nhiên cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ nó về số lượng thống kê thực tế nó thấp thì nó làm ảnh hưởng đến cái như về các trường đại học thì cái việc mà xếp hạng các trường đại học, đánh giá các trường đại học thì nó rất là cái số điểm về cái việc mà các tài sản trí tuệ do các trường đại học nắm giữ là còn thấp. Và bản thân các cái tài sản trí tuệ đó khi mà mình đăng ký nó thấp thì cái giá trị kinh tế tạo ra từ các sản phẩm nghiên cứu hoặc các tài sản trí tuệ từ trường đại học hay là từ các hoạt động nghiên cứu nó sẽ không đóng góp cho cái việc phát triển kinh tế. Chị có thể chia sẻ rõ những cái nguyên nhân nào khiến cho cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ của Việt Nam mình là thấp như vậy ạ? Theo như tôi hiểu thì đầu tiên là cái nhà khoa học, các nhà nghiên cứu là cái lực lượng mà trực tiếp tạo ra các tài sản trí tuệ thì các nhà khoa học còn chưa quan tâm đến cái thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ vì là cái về mặt quy trình thủ tục nó còn hạn chế. Cái thứ hai là chưa có động lực khuyến khích các nhà khoa học đăng ký sở hữu trí tuệ tại vì cái việc mà đăng công bố một cái nghiên cứu khoa học thông qua bài báo nó tốn nhiều ít thời gian hơn so với cái việc mà thực hiện cái thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ. Ngoài ra là các cái quy định, các cái vấn đề có liên quan đến cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ đối với nhà khoa học nó cũng còn hạn chế. Còn nguyên nhân thứ hai nữa là về các trường đại học thì thực sự là các cái định hướng nghiên cứu của các trường thì gắn với các cái ứng dụng thực tiễn như hiện nay thì nó cũng còn hạn chế. Rồi quy định các cái thống kê, các quy định đối với nhà khoa học mà phải có nghĩa vụ tham gia nghiên cứu và tạo ra tài sản trí tuệ đóng góp cho các cái đơn vị thì nó cũng còn là khó khăn. Về cái chính sách chung của nhà nước cũng như là của các đơn vị thì cũng còn chưa có phù hợp cho cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ. Quy trình thủ tục nó cũng có khó khăn như hồi nãy tôi có nói. Và về mặt doanh nghiệp thì thật sự là doanh nghiệp còn chưa có cái kết nối, chưa có cái cởi mở với các cái nhà khoa học để có cái việc mà phối hợp hợp tác trong việc nghiên cứu và tạo ra tài sản trí tuệ để có thể tiến hành việc đăng ký thì nó còn hạn chế. Cái nguồn lực của doanh nghiệp nó cũng còn khó khăn. Và thứ hai nữa là cái đối với một doanh nghiệp á, vì họ là sản xuất kinh doanh nên cái nhu cầu mà các cái tài sản trí tuệ tạo ra, các cái hoạt động nghiên cứu nó phải là tài sản, cái sản phẩm nó tức thời, nó phù hợp với cái định hướng cái hoạt động kinh doanh nó ngay tại chỗ. Nhưng mà một cái hoạt động nghiên cứu để làm một tài sản có giá trị hay là một cái kết quả hợp lý thì nó mất thời gian rất là dài. Và cái nguyên nhân thứ tiếp theo nữa là về cái cơ chế chính sách, như tôi cũng có nói là nó có rất nhiều khó khăn, cái bất cập trong cái việc là chính sách từ nghiên cứu cho đến chuyển giao công nghệ nó còn rất là bất cập. Rồi cái việc mà khen thưởng các chính sách hỗ trợ hay các chính sách tiếp theo dành cho cái hoạt động nghiên cứu nó cũng còn rất là hạn chế. Đó là một vài trong những cái nguyên nhân mà nó tác động trực tiếp đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ của các đơn vị ở Việt Nam hiện nay. Dạ vâng, thưa chị, vậy thì trong giai đoạn tới thì mình có những cái chủ trương chính sách hay là những cái giải pháp nào để mà tháo gỡ những cái bất cập trong cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ạ?
Đầu tiên thì phải khẳng định là cái vai trò của các viện trường, các trường đại học trong cái việc mà nghiên cứu tạo ra các tài sản trí tuệ là đóng vai trò rất là quan trọng, là then chốt. Tại vì cái lực lượng mà nghiên cứu tạo ra các cái sản phẩm nghiên cứu có giá trị thì đa phần là khoảng 80% là tập trung ở các trường đại học rồi. Thì như cái số liệu thống kê là tôi cũng đã cung cấp. Thì đầu tiên thì các tập trung ở các trường thì phải có cái chiến lược phát triển tài sản trí tuệ của từng trường, và cái chiến lược này thì phải gắn với cái chiến lược phát triển tài sản trí tuệ cũng như khoa học công nghệ của quốc gia, thì lúc đó nó mới tương đồng, nó các chính sách đi theo nó mới phù hợp. Cái thứ hai là về cái nâng cao cái năng lực nhận thức của các cái đội ngũ mà làm công tác sở trí tuệ cũng như là các cái nhà khoa học có quan tâm thực hiện các hoạt động đăng ký sở trí tuệ. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng phải có những cái cơ chế chính sách khuyến khích, động viên, khen thưởng, vừa thúc đẩy cái việc gia tăng về số lượng sở trí tuệ, cả về tài sản trí tuệ, cả về số lượng và chất lượng. Và tiếp theo nữa thì cũng phải có cái cơ chế mà phối hợp hợp tác giữa các nhà trường và các doanh nghiệp, phải tạo ra một cái cơ chế mở, tạo ra một cái môi trường thuận lợi để vừa khuyến khích các cái nhà khoa học hợp tác với các cái trường, doanh nghiệp thông qua viện trường, và ngược lại cái các cái doanh nghiệp cũng phải có cái nhu cầu, cũng phải đề xuất và có những hợp tác trực tiếp với các trường đại học để có thể thực hiện cái việc mà đăng ký sở trí tuệ cũng như là phát triển các tài sản trí tuệ nó thuận lợi hơn. Đó là một vài cái đề xuất liên quan đến cái việc mà phát triển tài sản trí tuệ trong giai đoạn hiện nay. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn chị về những ý kiến chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị đang quay trở lại với FBNC 24/7. Thưa quý vị, tổ chức giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2020 WTA đã thông báo về thời gian bình chọn khu vực châu Á năm 2020, diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 9. Mùa giải năm nay, du lịch Việt Nam được đề cử tại 11 hạng mục hàng đầu châu Á. Tổng cục du lịch khuyến khích người dân tham gia bình chọn, tập trung vào 4 giải: thành phố hàng đầu châu Á dành cho Hà Nội, điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á, điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Trang du lịch tripstodiscover.com vừa mới giới thiệu 14 điểm đến mới nổi ở châu Á nên ghé thăm, trong đó có Sapa, tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình của Việt Nam. Theo giới thiệu của tripstodiscover, Sapa là một trong những nơi hấp dẫn nhất để ghé thăm ở Việt Nam. Sapa nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Vì nằm trong dãy núi Hoàng Liên Sơn, Sapa cũng là nơi tuyệt vời để đi bộ, đạp xe và leo núi. Trong khi đó, cách thủ đô Hà Nội gần 100 km, tỉnh Ninh Bình hấp dẫn du khách bởi phong cảnh đẹp như tranh vẽ, với hàng trăm tảng đá vôi, nguyên khối phủ màu xanh mướt. Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình có rất nhiều chùa chiền, tiêu biểu là Bái Đính, Bích Động, v.v. Tiếp bước thành công của bánh mì Thanh Long, bánh mì khoai lang, chiếc bánh mì bóng đêm tại Quảng Ninh tiếp tục gây sốt trên thị trường với vẻ ngoài độc lạ. Theo tìm hiểu, bánh mì đen là một sáng tạo của Ba Mimo, một cửa hàng bánh mì ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Cửa hàng chia sẻ nguồn cảm hứng để sáng tạo ra bánh mì đen chính là những mỏ than ở đất mỏ Quảng Ninh. Những chiếc bánh mì đã gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây từ xưa, cửa hàng muốn tái tạo lại hương vị đó với hình thức đặc trưng và hương vị thân thương nhất. Bánh mì đen được tạo màu bởi tinh than tre và bầu mật của con mực, không sử dụng chất bảo quản hay là phụ gia. Ngoài ra, bánh được mô tả là có vỏ giòn, ruột mềm và một màu đen huyền bí từ trong ra ngoài, màu sắc đặc trưng của những mỏ than. Thưa quý vị, cùng với những địa danh nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới như Vạn Lý Trường Thành, Thác Victoria, đảo Santorini, v.v., thì vẻ đẹp của công viên địa chất non nước Cao Bằng của Việt Nam tiếp tục lọt vào tầm ngắm của chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Insider. Insider đánh giá, non nước Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu với vẻ đẹp tuyệt diệu của những dòng thác, hồ nước và hệ thực vật đa dạng. Năm 2018, non nước Cao Bằng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Non nước Cao Bằng mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, của những dấu tích lịch sử trên 500 triệu năm của trái đất, với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cuốn hút du khách trong và ngoài nước. Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn cho biết hàng trăm hiện vật được tìm thấy trong thời gian qua tại quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn hiện vẫn chưa được bảo quản, chưa phát huy được giá trị một cách tốt nhất. Nguyên nhân là do việc lưu giữ và trưng bày hiện vật ở hai nhà D1, D2 từ năm 1990 đến nay chỉ mang tính chất tạm thời. Để hiện vật không bị thất lạc và chống xuống cấp cho tháp D1 và D2, từ năm 1990, các chuyên gia đã lợp mái tôn để che cho tháp, đồng thời sử dụng lòng tháp làm nơi lưu trữ và nơi trưng bày hàng trăm hiện vật.
Tuy nhiên, về lâu dài, các điều kiện về độ ẩm, ánh sáng, không gian trưng bày hiện vật tại đây đều không đảm bảo. Nhiều hiện vật quý giá đang có dấu hiệu bị hư hại và không phát huy được giá trị trưng bày. So với cái số lượng hiện vật hàng trăm này, mà nếu chúng ta không được bảo quản, không được trưng bày lại, thì nó nguy cơ nó ảnh hưởng đến hiện vật rất là nhiều. Cái thứ nhất là nó chịu cái độ ẩm từ bên ngoài. Cái thứ hai nó sẽ bị biến dạng dần. Các nhà trưng bày D1 và D2 đều có diện tích chật hẹp, không đủ không gian trưng bày. Vì thế, cách sắp xếp cũng không đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ, làm ảnh hưởng đến giá trị điêu khắc, nghệ thuật tiêu biểu của từng hiện vật. Đến thời điểm bây giờ thì một số các cái công trình trong khu vực này nó bị xuống cấp và nó thấm nước nghiêm trọng, nó làm cho các hiện vật bị hủy hoại. Vì vậy là giải pháp sắp đến là chúng tôi phối hợp với các chuyên gia và viện bảo tồn để thực hiện tu sửa. Cho nên hiện nay là huyện Duy Xuyên cũng đã có trình cái đề án và ngành cũng sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để mà trùng tu, tôn tạo cái tháp D1 và D2 để cho nó giữ vô được cái giá trị, đồng thời là cũng sẽ nghiên cứu sắp xếp lại các cái hiện vật có giá trị. Các hiện vật tại hai tháp D1 và D2 được bảo quản trong điều kiện tạm bợ đã lâu, hàng trăm hiện vật trong lòng tháp chưa được bảo vệ một cách khoa học và đang có dấu hiệu bị hư hại. Chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần có phương án tốt hơn để bảo vệ những hiện vật tại khu vực này. Hát bội hay còn gọi là hát tuồng, hát bộ vốn là nghệ thuật đỉnh cao và hàn lâm của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn khá xa lạ với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Do đó, hiện nay một số nhà hát và nghệ sĩ đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp để đưa hát bội đến gần hơn với người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Trích đoạn Ôn Đình chém tá trong vở San Hậu kể về màn giao đấu giữa trung thần Khương Linh Tá với ba anh em gian thần phản nghịch Ôn Đình. Sau khi chém đầu, Linh Tá tự xách đầu mình thoát khỏi vòng vây. Đây là một cảnh diễn kinh điển, hấp dẫn đối với khán giả mê hát bội. Năm nay tôi đã là 60 mấy tuổi, thì tôi không ngờ được coi một cái trích đoạn của hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn hát bội đã làm cho buổi sáng nay không khí của Thảo Cầm Viên rất là xuất sắc. Một cảnh diễn kinh điển khác trong lịch sử hát bội Việt Nam cũng được tái diễn, đó là trích đoạn Trần Bình Trọng Tuấn Tiết trong vở Sát Thái. Nhiều khán giả, mà đặc biệt là giới trẻ, xem rất chú ý và say sưa. Đây là lần đầu tiên em xem hát bội, thì em thấy nó khác, rất là khác với những chương trình khác mà em đã xem. Ví dụ như diễn viên thì cái cách hóa trang của họ rất là gây ấn tượng. Cái thứ hai nữa, cái cách hát rồi cách biểu cảm gương mặt nó cũng đặc sắc hơn. Lần tiếp cận này tuy không phải là cách làm mới nhưng có nhiều triển vọng vì sân khấu hát bội đang bị thu hẹp nhanh chóng, rất cần thêm phương tiện để quảng bá. Hơn nữa, để xem được nghệ thuật hát bội nguyên bản, nguyên tuồng thì không hề dễ dàng vì quan hệ với khán giả đã đứt quãng từ lâu, giờ cần thêm những nhịp cầu mới. Hiện tại giờ nhà hát đang chủ trương là giờ mình diễn vô, xâm nhập vô sân khấu học đường, diễn sân khấu học đường và diễn cho phục vụ thiếu nhi, để cho mấy em hiểu được cái bộ môn truyền thống của chúng ta. Trong dịp hè năm nay, nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tái diễn vở trích đoạn kinh điển trong hát bội với 2 lần một tháng tại sân khấu đền thờ Vua Hùng trong Thảo Cầm Viên. Qua đó góp phần đưa những tinh hoa của hát bội đến gần với khán giả Việt Nam, những khán giả trẻ, những người chưa có dịp biết đến hát bội. Tổng kiểm kê sưu tầm văn hóa dân gian đã được thực hiện trên toàn quốc để phát huy giá trị trong đời sống hiện nay. Công tác bảo tồn sống bằng cách truyền dạy tại chỗ cũng được tăng cường. Đó là những kết quả nổi bật của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 được tổng kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 8 2020-2025 vừa được diễn ra tại Hà Nội. Với hơn gần 1.500 hội viên tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, 5 năm qua công tác nghiên cứu, sưu tầm và truyền dạy văn nghệ dân gian được triển khai sâu rộng. Cho đến nay, dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam đã xuất bản 2.500 công trình được xuất bản. Công tác nghiên cứu ngày càng mang tính ứng dụng cao, đánh thức tiềm năng di sản văn hóa dân gian, vừa giữ gìn vừa phát huy giá trị trong cuộc sống đương đại. Thì đã làm được 11 dự án về đề tài khoa học
Trong đó nổi bật như cái dự án về văn hóa dân gian với xây dựng sản phẩm đặc thù ở vùng miền Tây Yên Bái, dự án xây dựng sản phẩm đặc thù ở làng người Mông của Vân Hồ, ở vùng người Dao của Vân Hồ, thế hoặc là dự án du lịch tâm linh ở Tuyên Quang. Các thầy ở trong hội văn nghệ dân gian nói rằng nếu chúng ta không tích cực để mà sưu tầm bảo quản những cái vốn văn hóa quý báu này thì chẳng mấy chốc những người nghệ nhân, những người nắm giữ những ký ức của cộng đồng họ sẽ biến mất, họ sẽ có thể là đi về với thiên cổ và chúng ta sẽ mất đi những cái vốn văn hóa rất là quý đó. Trong nhiệm kỳ mới, cùng với các giáo sư tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, các nhà nghiên cứu trong cộng đồng các dân tộc, tỷ lệ hội viên trẻ ngày càng nhiều. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới. Cái lớp già của chúng tôi thì chủ yếu là sống bằng kinh nghiệm, còn số mà có được học hàm học vị cao là ít. Nhưng bây giờ các bạn trẻ thì cái trình độ phát triển lại là 4.0, 5.0 rồi. Nên các hội viên trẻ sẽ là một cái nguồn năng lực mới, nhiệt tình mới, tâm huyết mới cho hội văn nghệ dân gian. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh với việc trẻ hóa đội ngũ trong nhiệm kỳ mới sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc phát triển mạnh mẽ đa dạng văn học, văn nghệ để đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sưu tầm, nghiên cứu nâng cao chất lượng toàn diện các công trình văn hóa, văn nghệ dân gian, đặc biệt là làm sao để văn nghệ dân gian tại các dân tộc thiểu số góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho đồng bào. Thưa quý vị, nhờ vào nhân rộng mô hình gắn kết hộ giữa hộ gia đình công nhân với hộ gia đình người dân tộc thiểu số đã giúp cho hàng trăm hộ dân tộc thiểu số vùng biên ổn định cuộc sống, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa cán bộ công nhân của từng đơn vị với địa phương. Anh Hải và anh Bình, hai hộ gia đình thuộc mô hình gắn kết hộ từ năm 2006, trong thời gian thực hiện gắn kết, anh Hải là hộ công nhân của công ty 74 đã giúp hộ anh Binh là người dân tộc thiểu số làm ăn kinh tế, thoát nghèo, có của ăn của để. Anh Hải thường xuyên tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động của gia đình anh Binh, giúp họ nâng cao dân trí, phát triển kinh tế hộ gia đình, gắn bó ổn định cuộc sống tại mảnh đất biên giới hàng chục năm nay. Gia đình anh cũng vào cái diện gia đình khó khăn, gia đình nghèo. Nhưng mà qua mấy năm thì gắn kết thì anh em cũng trao đổi với nhau làm ăn kinh tế thì anh đã trồng được mấy hecta cao su, với lại mấy hecta cà. Qua mấy năm sau thì được thu thì gia đình anh mỗi ngày phát triển, kinh tế thì dần dần ổn định. Nói chung là con cái ăn học thì nó thoải mái. Theo hướng dẫn của hai anh em gắn kết ấy, để làm cái mô hình trồng điều, trồng cao su. Thế mới thoát nghèo. Còn ngoài tôi ra của hộ gắn kết trong làng còn 20 hộ gọi là gia đình cũng thoát nghèo. Bên này thay đổi cái hướng phát triển kinh tế. Ngoài việc gắn kết giúp hộ dân phát triển kinh tế, những hộ gia đình này còn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận rõ âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình, không nghe kẻ xấu xúi giục, kích động vượt biên trái phép, không vi phạm pháp luật, tình cảm của người dân vùng biên dành cho bộ đội ngày càng nhiều thêm. Đồng bào dân làng này, nói chung các hộ này cũng cảm ơn đội, cảm ơn công ty Bể Tư có giúp dân ở đây nhiều, dạy dỗ cho những cái gì như an ninh chính trị này, an ninh trật tự này, thôn bản này, đoàn kết như xe hoặc sống của bà con sau khi cho chú bộ đội công ty Bể Tư này, thay đổi rồi, thay đổi nhiều lắm. Nhà này vườn này, điện đường trường tạm này, chưa có công ty là vườn có đường nhựa đâu. Nhiều năm qua, mô hình gắn kết hộ đạt hiệu quả thiết thực, giúp người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo diện mạo mới cho thôn, làng vùng biên, góp phần xây dựng thế trận lòng dân của nền kinh tế quốc phòng toàn dân. Mô hình này đã trở thành điển hình tiêu biểu, được nhân rộng trong toàn quân của binh đoàn 15, góp phần tô đẹp hình ảnh người lính cụ Hồ trong lòng nhân dân cả nước. Sau đây là phần tin thế giới của bản tin FBNC 24/7. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA vừa mới công bố một video cho thấy công nhân nước này đang tăng cường sản xuất quần áo với thiết kế được in lá cờ của Triều Tiên và các biểu tượng nhà nước khác.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh hiện quốc gia này đang tập trung phát triển công nghiệp nhẹ và kêu gọi khả năng củng cố nền kinh tế tự cung tự cấp. Bởi nền kinh tế của Triều Tiên đã bị vùi dập sau một thời gian các lệnh trừng phạt quốc tế áp dụng lên quốc gia này nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua, cuộc bầu cử quốc hội ở Syria đã chính thức khép lại sau khi người dân Syria dành ra một ngày chủ nhật dài để bỏ phiếu bầu ra 250 nghị sĩ. Theo đó, người dân đã bỏ phiếu tại hơn 7.000 trạm bỏ phiếu trên toàn bộ khu vực lãnh thổ mà nước này kiểm soát, kể cả trong căn cứ trước đây của phiến quân được quân đội chiếm lại. Nhờ sự giúp đỡ của Iran và Nga, chính quyền Tổng thống Assad đã kiểm soát được phần lãnh thổ rộng lớn nhất từ khi cuộc nội chiến diễn ra. Tuy vậy, chính quyền ông cũng sẽ phải đối mặt với một nền kinh tế kiệt quệ do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Liban và các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất mà Mỹ đưa ra vào tháng trước. Thưa quý vị, với khoản nợ nước ngoài lên đến 73 tỷ đô la vào cuối năm 2018, cho đến nay Pakistan nổi lên như một con nợ lớn nhất trong danh sách 15 quốc gia đủ điều kiện tham gia sáng kiến khoản thanh toán nợ của nhóm G20 khởi xướng. Theo báo cáo nợ năm 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố, 85% khoản nợ này là của các chủ nợ chính thức, với gần một nửa bởi các chủ nợ đa phương. Tính đến cuối năm 2018, 15 quốc gia nợ nhiều nhất chiếm tới 70% tổng khoản nợ của sáng kiến khoản thanh toán nợ. Cùng với Pakistan, có thể kể đến những quốc gia có khoản nợ lớn như Angola, Bangladesh, Kenya, Nigeria, Ethiopia, Ghana, Myanmar, Zambia, Uzbekistan và Cameroon. Tại một trong những hội nghị thượng đỉnh kéo dài nhất từ trước đến nay, ngày 20 tháng 7 vừa qua, cuối cùng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU cũng đã vượt qua được những khác biệt để đồng thuận và đề xuất ngân sách lớn chưa từng thấy hơn 1.000 tỷ euro cho 7 năm tới và quỹ phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 trị giá 750 tỷ euro. Mục đích của gói tài trợ này là cung cấp các khoản hỗ trợ và khoản vay để đối phó với các tác động của cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Alibaba, công ty mẹ của Ant Group, đang theo đuổi kế hoạch niêm yết công ty thanh toán di động lớn nhất Trung Quốc tại hai sàn Hồng Kông và Thượng Hải, hứa hẹn trở thành sự kiện IPO lớn nhất năm nay. Theo đó, Ant Group có thể đạt giá trị lớn hơn nhiều công ty ở Phú Quốc. Nếu điều kiện thuận lợi thì Ant Group có thể huy động vượt kỷ lục 29 tỷ đô la Mỹ của Saudi Aramco. Ant Group cũng đã chọn China International Capital Corp, Citigroup, JP Morgan Chase và Morgan Stanley để chào bán cổ phiếu lần đầu tại Hồng Kông với kỳ vọng có thể thu về khoảng 10 tỷ đô la. Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Chevron của Mỹ cho biết là đã đồng ý mua lại công ty thăm dò và sản xuất hydrocarbon Noble Energy với giá 5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Đây được coi là thương vụ mua lại lớn nhất trong ngành dầu khí kể từ khi ngành này trượt dốc do đại dịch COVID-19. Ban lãnh đạo Chevron cho biết thương vụ có tổng trị giá là 13 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các khoản nợ của Noble Energy và dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý tư năm nay. Thỏa thuận mua lại Noble Energy của Chevron diễn ra sau khi giá dầu mỏ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, với hợp đồng dầu thô kỳ hạn của Mỹ có lúc rơi vào vùng âm trong tháng 4, giữa lúc nhu cầu thị trường toàn cầu sụt giảm mạnh. Thưa quý vị có bao giờ cảm thấy các trợ lý ảo như Alexa, Siri hoặc Google Assistant dường như đang kìm hãm các lựa chọn của quý vị khi chúng chỉ cho các quý vị phát nhạc trên một nền tảng nhất định và rồi dẫn đến một trang web mua sắm cụ thể không? Đó là vấn đề mà các nhà quản lý của EU đang tìm cách giải quyết với chiến dịch càn quét về vấn đề chống độc quyền với các ứng dụng trợ lý ảo được công bố vào hôm thứ Năm tuần qua. Theo bà Margaret Vestager, Phó Chủ tịch Điều hành của Ủy ban châu Âu, thì chiến dịch này cũng sẽ kiểm tra xem dữ liệu người dùng được thu thập bởi các trợ lý giọng nói có thể giúp cho các công ty cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ hay không. Đây mong đợi là một cuộc cải cách trong việc xây dựng những nền tảng thông minh trong tương lai và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh thay vì kìm hãm. Theo các số liệu được công bố vào ngày thứ Ba 21 tháng 7 vừa qua, thì khoản vay vào tháng 6 của chính phủ Anh đã đạt 35,5 tỷ bảng, mức cao thứ 3 trong lịch sử tính từ năm 1993 và gấp khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản vay này đã làm tổng công nợ chính phủ Anh tăng lên mức kỷ lục 1,98 ngàn tỷ bảng, tương đương với 99,6% GDP của nước này. Tỷ lệ cao nhất được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ghi nhận từ năm 1986. Theo ông Paul Johnson, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tài chính, các khoản vay mượn của chính phủ Anh đã tăng đột biến lên mức gần 128 tỷ bảng, mức vay cao nhất trong một quý mà Anh ghi nhận trong thời gian này. Kính thưa quý vị, tháng 6 đã đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất với số đơn đặt hàng xuất khẩu của Đài Loan. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu đối với các sản phẩm viễn thông như máy tính xách tay tăng mạnh trong bối cảnh hàng triệu người phải làm việc tại nhà do ảnh hưởng của đại dịch. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của quốc đảo này đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước lên 41 tỷ đô la Mỹ. Bộ Kinh tế Đối ngoại Đài Loan cho biết,
Trong đó, mức tăng 23,9% của kim ngạch xuất khẩu các đồ dùng điện tử như smartphone cũng góp phần vào mức tăng trưởng này. Tuy vậy, theo cơ quan thống kê của Bộ, mức tăng trên sẽ sụt giảm trong vài tháng tới do căng thẳng dâng cao giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu vào tháng 7 của Đài Loan sẽ tăng trưởng trong khoảng từ âm 0,6% đến 3,1%. Chuyển sang thông tin tiếp, người đứng đầu Bộ Năng lượng Ấn Độ Dharmendra Pradhan đã tuyên bố về việc Ấn Độ sẽ đặt một kho dự trữ dầu chiến lược tại Mỹ nhằm tự bảo vệ mình trước sự gián đoạn nguồn cung hay giá dầu tăng. Hiện tại, Ấn Độ đang lưu trữ hơn 700 triệu thùng dầu thô tại Mỹ, trong khi đó chỉ có 38 triệu thùng được lưu trữ tại Ấn Độ. Tuy nhiên, theo quy định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cần dự trữ đủ lượng dầu có thể sử dụng trong thời gian ít nhất là 90 ngày. Để tuân thủ yêu cầu này, Ấn Độ không xây dựng các cơ sở lưu trữ bổ sung mà thuê các cơ sở còn trống tại Mỹ để trữ dầu. Tập đoàn quảng cáo trực tuyến Adevinta của Na Uy thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại bộ phận quảng cáo của eBay của Mỹ với giá 9,2 tỷ đô la. Giá trị của bản thỏa thuận sẽ được chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu. Theo đó, Adevinta sẽ trả 2,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt để có được bản kinh doanh quảng cáo của eBay, bao gồm các thương hiệu như Gumtree tại Mỹ và Kiji tại Italia và Nhật Bản. Ngoài ra, Adevinta cũng trả cho eBay 540 triệu cổ phiếu của Adevinta. Theo đó, eBay sẽ nắm giữ 44% vốn của công ty này. Trong phần tiếp theo của bản tin thì hãy cùng với Ngọc Mai gặp gỡ ông Huỳnh An Tuấn là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đông Á để lắng nghe về những phân tích của ông trong phiên giao dịch chứng khoán trong tuần qua. Dạ, xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với FBNC. Thưa ông, thì trong tuần qua chỉ số VN Index liên tục có những phiên giằng co và thanh khoản trên thị trường thì cũng dần suy yếu. Thì không biết là ông đánh giá như thế nào về những diễn biến trong phiên giao dịch trong tuần vừa rồi? Chúng ta thấy rõ ràng thị trường đang ở một cái thế là có hai dế. Một là chiến tranh thương mại Trung Mỹ vẫn đang ở một cái giai đoạn là càng ngày càng quyết liệt hơn, càng nâng cao hơn. Một cái vấn đề thứ hai nữa là vừa rồi chúng ta thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là ban đầu là dự đoán sẽ giảm nhưng bắt đầu đã tăng trở lại. Một vấn đề thứ ba nữa là Covid đang bắt đầu tái nhiễm. Thì tôi cho ba vấn đề là một cái dế mà tôi cho rằng là nó là một cái dế rất là tiêu cực đối với một cái thị trường chung. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đang chờ đợi những cái dế tích cực hơn, có nghĩa là vaccine cũng đang kỳ vọng là cuối năm nay chúng ta sẽ có khả năng sẽ sản xuất được vaccine. Bên cạnh đó thì do là cái việc là kinh tế hiện nay đang ở cái giai đoạn bắt đầu cái dấu hiệu suy yếu trầm trọng hơn, cho nên là tất cả các chính phủ hiện nay đang bắt đầu là tung hàng loạt các gói kích thích kinh tế lần thứ hai. Tôi cho rằng đây là lần thứ hai, có nghĩa là lần thứ nhất chúng ta đã đưa ra gói kích thích kinh tế rồi, nhưng mà cái hiệu quả của nó vẫn chưa có thể đáp ứng được cái nhu cầu chung. Thì bắt đầu là giống như Mỹ hiện nay đang dự kiến sẽ tung cái gói kích thích kinh tế tiếp là 2.000 tỷ, hay là châu Âu khoảng 750 triệu đô, và kể cả Việt Nam cũng đang nghiên cứu những cái gói kích thích kinh tế lần thứ hai để đảm bảo rằng là kinh tế sẽ quay lại quỹ đạo là tăng trưởng cho năm 2021. Thì rõ ràng trong cái ngắn hạn chúng ta thấy là hai cái thái cực đối lập vừa tích cực và tiêu cực hầu như là nó đang xen lẫn nhau trong những cái thời điểm. Do đó là cái sự biến động của thị trường tăng giảm và thậm chí là đi ngang trong cái giai đoạn từ ngày qua, tôi cho rằng điều đó nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái yếu tố vĩ mô là chính. Do đó cái phiên cuối tuần chúng ta thấy là cái việc tái nhiễm Covid tại Mỹ hay là Ấn Độ hay một số nước có vẻ nó có yếu tố trầm trọng hơn, cho nên nó làm cho tâm lý các nhà đầu tư cảm thấy bi quan hơn. Bởi vì khi tái nhiễm Covid thì rõ ràng là tất cả các thành phố chúng ta phải áp dụng một biện pháp đó là phong tỏa hay biện pháp là ngăn chặn lại. Thì nếu như chúng ta áp dụng biện pháp đó thì cái kinh tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Và đó là lý do làm cho cái thị trường có những cái biến động trong thời gian vừa qua, và tâm lý các nhà đầu tư luôn ở với trạng thái trận trọng trong cái thời buổi mà rõ ràng là chúng ta thấy hai cái mảnh kép của kinh tế vừa tích cực tiêu cực nó gần như bằng nhau, nhưng mà hiện nay có thể nói là cái yếu tố tiêu cực nó lớn hơn, cho nên nó làm cho cái thị trường có những cái phiên mà cuối tuần có mức giảm khá là mạnh. Dạ vâng, thưa ông, và theo như chúng tôi ghi nhận thì trong tuần vừa qua các cổ phiếu blue chip phải chịu áp lực bán rất là cao. Vậy thì không biết trong thời gian sắp tới thì cái điều này nó còn tiếp diễn hay không?
Do chúng ta đã nói rõ ràng là cái yếu tố tiêu cực của nền kinh tế nó cao, cho nên cái áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài chúng ta thấy trong cái chuỗi trong tuần hầu như là họ nghiêng vào cái thế là bán ròng. Và rõ ràng nhà đầu tư nước ngoài bán ròng thì họ tập trung rất là lớn vào những cái nhóm cổ phiếu blue chip, của những cổ phiếu có vốn quá lớn. Và hiển nhiên cái những khi nhà đầu tư bán ròng và cộng với những cái thông tin mà trong nước chúng ta không có nhiều thông tin tích cực thì nó sẽ tác động rất là lớn chỉ số. Và chúng ta biết là khi nhà đầu tư bán ròng mà tác động chỉ số thì tâm lý các nhà đầu tư sẽ bị rất là dao động. Và khi chỉ số giảm mạnh thì áp lực bán của các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ rất là gia tăng. Và giống như chúng ta thường nói, nhà đầu tư F0 hiện nay là chiếm một tỷ lệ khá là lớn trên thị trường. Nhưng mà nếu mà với một giai đoạn hiện nay áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài thì bản thân các nhà đầu tư F0 không đủ sức để chống chọi với thị trường. Và tôi cho rằng là cái việc áp lực bán hiện nay nó tác động chung ở một cái những yếu tố vĩ mô. Bên cạnh đó thì hiện nay chúng ta thấy là cái vừa rồi chúng ta nhận được cái thông tin đó là các cổ phiếu ngân hàng. Trước đây thì chúng ta định nghĩa cổ phiếu ngân hàng sẽ có báo cáo kết quả lợi nhuận quý 2 sẽ là một báo cáo hầu như không tích cực. Nhưng mà rõ ràng tất cả các báo cáo của các ngân hàng đa số đều là tích cực. Thì cho nên đó là nhiều nhà đầu tư họ định nghĩa rằng đó là cái dự đoán của các công ty chứng khoán hay dự đoán của các chuyên gia đều có một cái sự sai lệch. Nhưng mà tôi cho rằng là không có gì để sai lệch ở một câu chuyện này. Rõ ràng là vừa rồi chúng ta thấy chính phủ hoặc là ngân nhà nước đều cho các ngân hàng được cơ cấu lại nợ. Do đó thay vì đây là cái khoản nợ xấu buộc phải trích lập dự phòng thì hiện nay các ngân hàng họ cơ cấu lại nợ và cái nợ này được chuyển sang quý 3. Do đó là họ không có cần phải trích lập dự phòng nhiều. Do đó cái lợi nhuận của các ngân hàng quý 2 vẫn ở một trạng thái khả quan. Và có lẽ là các nhiều nhà đầu tư lớn, những cái nhà đầu tư mà họ am hiểu nhiều và họ hiểu được cái trạng thái này. Và đó là lý do làm cho cái nhóm cổ phiếu ngân hàng mặc dù có những thông tin khá là tích cực nhưng mà lại cổ phiếu giảm giá. Thì tôi cho rằng là nhóm nhà đầu tư lớn họ hiểu được cái trạng thái này và họ bán cổ phiếu ra và làm cho cổ phiếu ngân hàng giảm. Và nó tác động lên toàn cục của toàn bộ thị trường. Bởi vì chúng ta biết là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó chiếm cái tỷ lệ market cap khá lớn trong cái rổ chỉ số Vietnam Index. Do đó khi nhóm cổ phiếu này giảm thì nó sẽ tác động tâm lý đến hàng loạt các cổ phiếu khác. Và tôi nghĩ là đó là lý do làm cho cái phiên cuối tuần tạo ra một áp lực bán khá là lớn. Ngoài bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái chỉ số Dow Jones cũng giảm, nhưng mà tôi cho rằng cái áp lực chỉ số Dow Jones giảm nó không quá lớn so với cái áp lực trong nước. Và đó là cái tôi nghĩ là lý do nó cũng là một phần từ tác động bên ngoài cộng với cái tác động từ cái yếu tố trong nước mà những nhà đầu tư lớn họ đang nhìn nhận cái bức tranh nó rõ ràng hơn. Và tôi nghĩ rằng là do cái tái nhiễm Covid cho nên cái kỳ vọng của nhà đầu tư, cái sự phục hồi kinh tế có lẽ nó sẽ hơi bị kém khả quan. Dạ vâng. Như vậy thì theo như ông Tuấn chia sẻ là chúng ta đang trong cái giai đoạn mà mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và thị trường thì tiếp nhận những cái thông tin thiếu tích cực rất là nhiều. Vậy thì quý nhà đầu tư có nên hạn chế cái việc giải ngân vào thị trường lúc này hay không? Tôi cho rằng là nếu như chúng ta nhìn ở trong cái cục bộ ngắn hạn thì rõ ràng là báo cáo quý 2 những cái cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh tốt, có nền tảng tốt thì hầu như đã công bố xong. Và những cái cổ phiếu mà chúng ta đang gia hạn lại chờ đợi công bố thì tôi cho rằng nếu như theo quan điểm của tôi đánh giá thì cái xác suất mà những cái cổ phiếu này hầu như là kết quả của động doanh không quá khả quan. Và nếu như chúng ta định nghĩa như thế thì sự tác động lớn nhất tức là từ cái sự tái nhiễm Covid thì chứng khoán Mỹ và thất nghiệp gia tăng và cộng với cái việc là những cái báo cáo kết quả quý 2 của những doanh nghiệp lớn đã đưa ra hết và thị trường vẫn phản ứng ở trạng thái tiêu cực thì tôi cho sắp tới thị trường vẫn nghiêng về trạng thái tiêu cực. Hiển nhiên cái trạng thái tiêu cực này nó sẽ phải dừng lại ở một cái điểm phù hợp. Và đây cũng là cái cơ hội cho những cái nhà đầu tư nào trong thời gian vừa qua rõ ràng thị trường bật khá mạnh và nhà đầu tư họ cho rằng là cái cơ hội thị trường chưa đến thì tôi cho rằng là cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường sắp tới sẽ là một cơ hội tốt. Bởi vì chúng ta có quyền kỳ vọng các thông tin như là vaccine sẽ được sớm được sản xuất. Và nếu vaccine sản xuất được thì cái nền kinh tế sẽ được mở rộng
và các nền kinh tế sẽ không bị co ép lại bởi vì cái hạn chế giãn cách xã hội, thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Và đặc biệt là cái tốc độ kinh tế trong cái 2021. Và vừa rồi chúng ta thấy là Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra một cái quyết định khá là táo bạo, tức là việc là phải giải ngân đầu tư công bằng mọi cách rất là nhanh. Nếu như địa phương nào chúng ta không giải ngân thì sẽ điều chuyển qua những cái địa phương có những cái giải phóng mặt bằng hoặc có những cơ hội đầu tư. Thì tôi cho rằng là cái nội lực nền kinh tế Việt Nam sẽ là yếu tố quyết định cho thị trường chứng khoán trong cái thời gian sắp tới. Dạ vâng. Như vậy thì trước khi mà chúng ta đến với một cái bức tranh kỳ vọng trong cái thời gian sắp tới, thì ông có đề cao một cái nhóm cổ phiếu nào trong bối cảnh về mùa báo cáo quý 2 hiện tại hay không? Hiện nay chúng ta nhìn một cái bức tranh tổng thể thì rõ ràng cái mặt hàng tiêu dùng, giống như chúng ta nói mặt tiêu dùng giống như là sẽ là một cái mặt hàng tôi cho rằng nó là sẽ có lợi thế nhiều hơn. Hai bên cạnh đó thì giống như tôi nói là cái việc kích thích đầu tư công, thì đây là một cái ngành mà nó sẽ những doanh nghiệp mà nó có gì xây dựng hay là cung cấp vật liệu hay là thép hay là, thì cái việc mà kích thích đầu tư công nó là cái điều kiện tiên quyết. Tôi cho đây là một cái điều kiện tiên quyết để nền kinh tế Việt Nam sẽ đi nhanh hơn các nền kinh tế khác. Do đó những cái doanh nghiệp mà có những cái sản phẩm cung cấp cho những việc sẽ được hưởng lợi. Thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng quý 3 sẽ là một cái quý rất là khó khăn cho cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, nếu như là cái việc không cho tiếp tục cơ cấu lại nợ. Thì tôi cho quý 3 cổ phiếu ngân hàng. Trước đây chúng ta định nghĩa là quý 2 sẽ là cái quý rất là khó, nhưng mà do là cơ cấu lại nợ thì bây giờ cổ phiếu ngân hàng tôi nghĩ là quý 3 sẽ là cái quý khó. Bên cạnh đó thì nếu như cái việc nền kinh tế được mở cửa trở lại thì nhóm tôi nghĩ là cái nhóm xăng dầu sẽ là cái nhóm có khả năng sẽ là cái nhóm tăng trưởng trở lại trong cái quý 3. Và tôi nghĩ là có những cái nhóm như thế thì nó sẽ tạo ra một cái xu hướng cho thị trường quý 3. Tôi cho rằng thị trường quý 3 sẽ là một thị trường nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ đến năm 2021 nhiều hơn là nghĩ đến hiện tại. Và đó cũng là cơ hội. Nhưng bên cạnh đó thì tôi cho rằng cái nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp là những nhóm cổ phiếu tôi cho rằng cái xu hướng dài sẽ là cái xu hướng chủ đạo, và cho các nhà đầu tư có thể tìm kiếm những cái cơ hội trong những cái lúc thị trường đang điều chỉnh để chúng ta có quyền giải ngân vào cái nhóm cổ phiếu này. Dạ vâng, xin cảm ơn Huỳnh Ông Tấn rất là nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay, và hy vọng rằng với những lời khuyên này thì quý nhà đầu tư sẽ có một cái kế hoạch cũng như là chiến lược đầu tư đúng đắn hơn trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay thì FBNC xin trân trọng thông báo, nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước, sắp tới đây kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình Vì Xã Hội mang tên Điều Ước Việt Nam. Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng, cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn, sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên, tìm một tia sáng cuối đường hầm, thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Điều Ước Việt Nam @fbnc.vn hoặc hotline 096 3938 351. Rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Đến đây thì bản tin FBNC 24/7 cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tuần sau. Xin chào tạm biệt.